Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của ông Thanh Đức Hạnh. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 19 tháng 1 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test 3 sản phẩm gửi cho 2 vị khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, đều 3 sản phẩm của ngày hôm nay thì là những sản phẩm được cô chủ shop thông báo hàng về của buổi tối ngày hôm qua, ngày 18 tháng 1 năm 2021. Có một chiếc đầu Akai, xin lỗi, có một chiếc đầu Lakamachi 1.000 2 năm mã về với cửa hàng thì đã được khách hàng chốt đơn luôn. Và một chiếc đài Sony có modem FX406 còn nguyên bao da. Đây là những sản phẩm rất là VIP tại thời điểm như bây giờ thì đã được khách hàng chốt đơn luôn ngay trong buổi sáng của ngày hôm nay rồi. Thì có duy nhất một chiếc đồng hồ treo tường. Quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một chiếc đồng hồ phù điêu ở phía sau. Ngày hôm nay thì cửa hàng cũng đã treo được lên trên tường rồi. Và sau đây cửa hàng sẽ test gửi những vị khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng âm thanh này. Vâng, rất là tiếc, trong buổi tối của ngày hôm qua cửa hàng thông báo hàng về thì có quên một bộ điều khiển và một quyển Cartono trong thùng của một chiếc đầu Lakamachi 1.000 2 năm mã. Vâng, đặc biệt nhất thì chiếc khiển này ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh mới thấy ở trong chiếc thùng, và do bóc hàng nên cô chủ shop cũng sơ ý có một bộ khiển zin đi kèm, và trong đó có một quyển Cartono của sản phẩm Nakamachi 1.000 2 năm mã. Vâng, sản phẩm này thì cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Anh đã liên hệ với cửa hàng ngay trong buổi sáng sớm của ngày hôm nay để chốt hai sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo là một chiếc đài Sony có modem FX406 còn nguyên bao da. Vâng, đây còn nguyên bao da này. Vâng, chiếc đầu Lakamachi 1.000 2 năm mã thì rất hiếm tại thời điểm như bây giờ, và cửa hàng đang test chất âm của sản phẩm này. Rất là VIP và đẹp luôn, rất là hiếm luôn. Vâng, chiếc đài Sony xem được hình nhá, FX406 rất hiếm có luôn. Và đây là những siêu phẩm độc lạ. Vâng, phía dưới thì có chân để quý vị và các bạn có thể kê gách lên luôn. Khi lắp lại thì nó sẽ bằng phẳng luôn, và có kiểu đứng và kiểu nằm. Vâng, hai sản phẩm thì được anh Hải lựa chọn là có địa chỉ tại khu đô thị khu Vinhome Long Biên, Hà Nội, số 20 đường Nguyệt Quế. Anh đã liên hệ với cửa hàng để đặt cho mình hai sản phẩm là một chiếc đầu Lakamachi 1.000 2 năm mã và một chiếc đài Sony 406. Sản phẩm tiếp theo cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho vị khách hàng cũng từng mua các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi thì xin gửi cho anh Thuấn có địa chỉ tại 24 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh đặt một chiếc đồng hồ phù điêu 3 tạ khúc. Vâng, sản phẩm thì vừa về với cửa hàng trong buổi tối của ngày hôm qua. Anh Thuấn thì mua rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai vị khách hàng đã thường xuyên theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, cửa hàng sẽ quay chiếc đồng hồ phù điêu cho khách hàng có thể chiêm ngưỡng khi cô chủ shop đã treo lên giá nhé. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ phù điêu 3 tạ khúc. Và theo như thông báo của buổi tối ngày hôm qua thì chiếc đồng hồ này rất đẹp luôn. Chuông rất hay. Vâng, nó có chiều cao là 1m2. 1m2 luôn. 3 tạ khúc. Đẹp lắm luôn nhá. Vâng, tất cả phía viền mà quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây thì là được chạm khắc là đồng. Vâng, và bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm là hàng trưng bày, hàng siêu tầm. Quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp để chốt đơn những sản phẩm đang có mặt tại cửa hàng.
Vâng, chiếc đồng hồ Phú Điêu mà anh Thuấn đã lựa chọn thì còn rất mới và rất đẹp luôn. Vâng, cửa hàng thì vẫn đang phối ghép cùng với một chiếc Omni Acofay E308. Xin lỗi, 30... Vâng, đúng rồi, 308. Và một cặp loa JBL có modem 4344 MK2, nguyên gân zin, đẹp xuất sắc luôn. Giá thì dưới 165 triệu. Vâng, vậy clip này cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh. Vâng, vậy cửa hàng sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.